Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2023, Nguyên Audio quay và test cho quý vị và các bạn một chiếc đài sáp GF700Z siêu đẹp, hàng trưng bày bên siêu thị Nhật Bản về quý vị nhé. Chiếc đài sáp GF700Z thì huyền thoại và rất là nổi tiếng rồi quý vị ạ. Cũng được rất nhiều anh em sưu tầm ở Việt Nam chúng ta chơi, vì chiếc đài này thì nó là chiếc đài huyền thoại cổ xưa, được ra đời từ những năm thập niên 1980 quý vị nhé. Hàng xuất đi thị trường các nước sử dụng điện đa cầu đấy, với công suất là 36W. Và chiếc đài này về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp như mới xuất xưởng, zin nguyên bản, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy đây ạ, nó quá là mới luôn. Để mà kiếm được những cái chiếc đài về đẹp như này thì cũng rất là hiếm, cũng lâu lâu rồi cũng mới mua được một chiếc đẹp như thế này quý vị nhé. Và chiếc đài đẹp như thế này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 20.500.000 đồng, chiếc đài sáp GF700Z màu trắng quý vị nhé. Đây ạ, đẹp thì nó như thế nào là đẹp thì Nguyên Audio sẽ giải thích cho quý vị. Thứ nhất là núm nút mạ chrome của nó, đây quý vị nhìn thấy không ạ, mạ chrome của nó thì sáng bóng, còn nguyên mạ, chưa bị rôm một chút nào đấy. Và cái viền loa mạ chrome đây quý vị nhìn thấy không, nó có thể soi gương được, tem mác còn zin nguyên bản tất, mặt kính trong veo, và loa của nó là loa bát màu trắng, đây quý vị nhìn thấy nó trắng giấy, trắng nõn như tờ giấy đấy quý vị nhé, chưa bị xuống màu một chút nào đấy ạ. Và trên thân đài thì rất là đẹp luôn, chưa bị xước lông mèo lông chuột nào nha quý vị nhé. Đấy ạ, quá đẹp luôn, và sẽ quay đằng sau cho quý vị và các bạn chúng ta nhìn đằng sau nó đẹp như thế nào. Đây ạ, đây là trên nóc nha quý vị nhá, đây trên nóc và đằng sau của nó đây ạ, đằng sau nó trắng không ạ, quý vị nhìn thấy quá trắng, quá đẹp luôn. Đây ạ, đẹp từ những cái nắp pin luôn quý vị ạ, đây ạ, quá mới luôn. Đấy, sáp GF700Z, và đây là số seri của nó là 41294479 quý vị nhá. Xin nhắc lại một lần nữa, số seri của chiếc đài sáp GF700Z này là 412 99479 đấy quý vị ạ. Rất là đẹp. Mỗi một chiếc đài thì đều có một cái số seri riêng biệt, không trùng với bất kỳ seri của số seri nào. Nên quý vị mua thì chúng ta gọi điện cho Nguyên Audio hỏi chiếc đài sáp GF700Z về trong ngày hôm nay là mùng 3 tháng 7 và có cái số seri như vậy quý vị nhé. Và bây giờ sẽ test mọi chức năng của chiếc đài này, chạy hai cửa băng cassette có đầu từ có radio AM/FM tần sóng 108. Ngoài ra có đường line in để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính ở bên ngoài vào nhé quý vị nhé. Nó bắt được rất nhiều đài đấy ạ. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 1. Nó có tua nhớ bài từ bài số 1 đến bài số 5 ở cửa băng số 1 quý vị nhé. Có equalizer để cho chúng ta vi tinh chỉnh. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 2. Quý vị này lấy hai cửa băng mở ra, nó êm như cửa hơi cửa điện quý vị nhé. Hãy
xây dựng ngày mai. Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo tất cả quý vị nhé. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và quý vị mua chiếc đài này thì Nguyên Audio sẽ tặng chúng ta hai chiếc băng mắc sen xịn trị giá 600.000 đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.